Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan cái sự kiện mới ra ở bên bản Trung nha anh em. Sự kiện ở trong map E và nội dung chủ đề các thứ thì mình nghĩ là liên quan tới về Tết anh em ạ. Đấy. Mình nhớ đó là Tết năm ngoái hình như là cái chủ đề là cá chép hóa rồng. Còn chủ đề lần này là cái quang cảnh nhà cửa các kiểu thì mình thấy nó vẫn mang hơi hướng gọi là kiếm hiệp. Đấy, nó cũng giống như hồi xưa. Căn bản là nó sắp xếp rồi thiết kế các kiểu nó hơi khác một tí thôi, chứ còn chủ đề vẫn là kiếm hiệp anh em nhé. Ngoài ra thì có cả vạn lý trường thành ở đồi xương cá cơ, tí nữa mình sẽ đưa cho mọi người đi tham quan sau. Còn bây giờ là nhảy xuống khu sự kiện này khá là đông. Đây là trận đầu tiên anh em, trận đầu tiên luôn. Chứ còn trước đấy là mình chỉ có xem một vài clip review qua cái bản cái sự kiện lần này ở bên TikTok Trung Quốc thôi anh em ạ. Ôi ở đây có cái hòm này, mình đặt súng đã. Cái hòm này cứ đi gần vào nó sẽ tự mở ra cho mình đặt đồ. Đây là cái gì đấy? Cửa vào rồi. Ui ở đây có dương to thế. Ui có cửa ra anh em ạ. Rồi. Thực ra là mình cũng không có chơi bản này nhiều nha bạn. Chỉ khi làm mà có cái gì mới thì mình mới qua review thôi. Đấy nên căn bản là danh cũng thấp. Cái này điểm gì nhỉ? À trên mini map có chấm đỏ kìa. Mình nghĩ là đây là cái radar anh em ạ. Radar để quét vị trí của kẻ địch ở trong cái khu sự kiện này. Nào, đúng rồi, vào đây các bạn ơi. Trời ơi, nó giết. Nó biết là mình kẻ ở trong này sao ấy. À, chạy vào đây. Mày cầm con radar thì hết sẩy. Ơ, tại sao giết người xong có cái chấm gì nó thu về mình ấy? Có cái chấm gì vàng vàng nó bắn vào người mình nha anh em ạ. Không biết đấy là cái gì. Thằng này nó cầm P90 anh em ạ. Đạn tím là đạn của P90. Nhờ anh em hỏi đạn tím là đạn của súng gì thì đạn của P90 nhá. P90 phiên bản đã cải tiến, nó giống như kiểu khẩu Famous ở bên bản ở Việt Nam mình ấy. Trước mặt có cái khán đài, sân khấu, có một cái dương. Rồi, nóc một này. Cái dương này vẫn chưa mở anh em ạ. Nó đâu rồi nhỉ? Rồi, bắt đầu lên này. Kiếp, thấy chưa? Rank thấp thì các bạn cứ phải xác định là rất là nhiều ông ke và lắm rắn. Mình cứ phải cẩn thận. Ủa. Hai này. Cảm giác giết team này kiểu nó đẩy mình nó trả thù ấy nhở. Nhưng mà mình đã giết team này bao giờ đâu. Đúng không? Ở trước mặt thì có một cái con kênh anh em ạ. Mình sẽ khám phá con kênh này nhá. Có xem được ở bên TikTok Trung Quốc ấy. DOI này hay gì. Đấy, có một cái mật đạo ở dưới này anh em nhá. Đấy. Đi vào trong này. Vào trong này có hòm thính à? Đây là cái gì? Lối ra đi đâu rồi? Lối ra chỗ khác à? Hình như lối ra thì phải. Ui ôi, thằng nào đi? Mày là thằng nào? Không biết con cái nhà ai. Khiếp, để sổng chuồng ra đây. Sợ quá, tí thì chết. Ở dưới này có một hòm thính đây. Ở trong này chắc là chứa súng xịn. Ô, sao hòm sắt thằng này có khẩu 6 lòng này anh em? Rất tinh ngân này. Ở trong này làm gì có zombie đâu nhở mà nó cho khẩu này gì ta? Đâu rồi? Khẩu 6 lòng luôn nhỉ? À đây này, 6 lòng nó ở chỗ này anh em ạ. Dùng kiểu gì ta? Hình như là súng lục thì phải. Đúng rồi. Hình như dùng đạn 7. Alo, thế đạn là dương vô cùng kìa. Đạn bất tận thế này cơ mà. Ui. Bắn được liên tục anh em ạ. Cái này chắc chỉ để bắn ra cho đẹp thôi. Để kiểu như là mừng Tết anh em ạ. Như này mà mỗi ông cầm một khẩu xong rồi bắn lên trời thì quá là tuyệt vời. Thôi. Để xem nào. Bắn qua một cái đường này nào.
khẩu 6 lòng này thì nó bé hơn so với cả cái khẩu 6 lòng ở trong chế độ hỏa lực. Đấy, bảo sao nó cho vào cái ba lô của súng lục. Nhìn đẹp phết. Pháo hoa, mày bắn pháo hoa đúng hơn. 6 lòng bắn pháo hoa. Thay đạn thì cũng khá là lâu. Thôi cứ lên trên này anh em ạ. Trải nghiệm tiếp. À thì ra là cái lối này thông ra đây à. Trên kia có một cái cầu hình cái đuôi kìa, đuôi rồng. Rất là chi là xịn sò ấy. Mấy mình đang bị một team nó quê anh em ạ. Đây mà bạn ơi. Ngồi ra chơi luôn đi anh em. Cũng kiểu ngáo ngáo. Bọn này nó vẫn đang kiểu đi tìm mình à. Úi dồi, mẹ tiếp. Xuống chào hỏi tí mà nó bắn cho kìa. Này. Mẹ quả này vỡ mồm rồi. Trời ơi. Lén quả kia thì bố ai mà chạy được. Hồi sinh ở khu sự kiện xa quá anh em ạ. Rồi xuống xem kiếm cái xe đi giết người thôi. Xem còn cái gì mới không. Mình mới vào nhặt được thêm ít đồ trong khu sự kiện. Còn địch thì mình nghĩ là chạy mất tiêu rồi anh em ạ. Nhặt tạm khẩu AUG. Ở bên này thì ở ngoài bo thì nó sẽ mất cái thanh năng lượng ở phía bên dưới thanh máu ấy kìa. Đấy chứ nó ở ngoài bo thì nó không tính vào máu. Thành ra nó rất chi là bất cập. Không quen cho lắm. Mình chỉ có review thôi nhá anh em, chứ không có tập trung bắn danh cao hay là kỹ năng gì đâu. Đấy, thằng này hình như lúc nãy nó giết mình này. Mày cho mày chết. Ui, có tiếng ốp ở trên này. Thôi em cút. Ui dồi ôi, thằng cuối cùng ở bên này à. Mình không có chơi bản này nên thành ra là chủ yếu sang review cho anh em xem những cái mới thôi. Thì nó ngó ra hay sao anh em ạ. Ở chỗ gốc cây kìa, trước mặt mình này. Này. Mày toán chưa. Ui ôi, tiền sư vậy. Ê, giao chúc mừng năm mới phát và nó bắn cho lửa cây máu ạ. Như nó cầm AMR hay sao anh? Cầm AMR ấy. Ôi trời ơi bạn ơi, tớ thụt vào nhanh lắm. Gì chứ thụt với cả chạy tớ nhanh lắm. Thằng kia nó vẫn trời cối ở khu vực cái cây. Này, cho quả lết này. Kiểu gì nó cũng chạy thẳng cái đường khói cho mà xem. Mình sẽ kê sẵn ở đây. Hở ra phát bắn luôn. Đây rồi. Rồi hết phim. Mày rắn tao cũng rắn. Tiếp sang phần mới thôi. Để mà nói thì review ở trong một trận thì không thể review hết được anh em ạ. Phải tầm chắc tầm 2-3 trận mất đấy. Đồ họa bên này đẹp mà. Mà đợt trước mình thấy có một hai ông chơi thì mình thấy mọi người hầu hết là toàn khen này. Tiếp tục nhảy khu sự kiện anh em ơi. Hình như là bản sự kiện đợt trước cũng ở Ruin đúng không nhỉ? Quên rồi. Sự kiện đợt trước là sự kiện gì nhỉ? À không, sự kiện đợt trước ở bên phía đồi gần chỗ Po Chính Kỳ cơ. Thừa biên chỉnh. Mày quá mình xuống đây trước rồi. Lần này thì mình đi qua bằng cái lối chỗ cái cầu ấy. Bọn này từ kênh chui lên này. Hey, bạn chạy đâu đấy bạn ơi? Nguèo ngay. Đấy, khi bắn chết người thì có cái chấm sáng gì nó bay vào người mình anh em ạ. Mới chơi cũng không biết như nào. Rồi, mình sẽ thử đi móc xem có gạt được cái thằng lúc nãy không. Không biết nó bơi nó bỏ về đâu rồi ta. Nghe lúc 2 gạt được có mỗi một này.
có tính chân bên này. Ui, trái phải đều có hết đấy. Trên thành có đây. Úi xổ, headshot phát được luôn. Thôi, tranh thủ lên cả. Có tăng hồi sinh kìa. Mày đẩy tao. Đẩy là chết bạn ơi. Trên này tầng cao nhất rồi này. Ở trong sự kiện đợt này có cả ngựa nha anh em. Ôi. Đấy thì biết ngay mà. Mẹ nó núp vào đây kìa. Vai trường thế thì chịu rồi. Chán ghê. Đây này thì mình sẽ nhảy xuống vạn lý trường thành cho anh em xem nhá. Nó ở trên đỉnh đồi xương cá đây. Ở đầu đằng này là hình như là phía đầu à. Đúng rồi, hình cái đầu rồng sao ấy. Còn phía bên kia là cái đuôi. À, mình biết rồi. Cái đuôi là ở cái chỗ ruin lúc nãy mà cái lối vào mật đạo anh em ạ. Còn cái đầu nó phía bên này. Ui, xa thế cơ. Ơ, không bỏ súng ra được này. Có tiếng chân bên dưới mà mình không có rút súng ra được. Hay là đây là khu sự kiện mà không thể bắn nhau, chỉ có nhặt đồ thôi. Đúng rồi anh em ạ. Ở đây là chỉ có gọi là nhặt đồ thôi. Một khu sự kiện gọi là đặc biệt. Cái này là tí nữa mình nhảy lên nó sẽ đưa mình đi lên trời. Tí tại sao cũng bây giờ là test cái đường ở Vạn Lý Trường Thành này đã. Đây là mấy cái gì pháo hòa. Có cái gì đặc biệt đấy không? Trên đầu mình nhưng mà không sao, bọn này nó không bắn được mình đâu. Mình không bắn được nó cũng không bắn được mình. Đấm thì chẳng không mất máu, đúng rồi. Không mất máu luôn. Quan thua. Thôi, đi kiếm người tiếp đi anh em ạ. Để mà nói check xem ở đây có gì đặc biệt hay không thì phải nhảy xuống đây từ đầu cơ. Có khi là bọn này nó nhảy xuống đây từ đầu xong rồi bọn nó ấn một cái gì đấy. Một cái sự kiện gì đấy nó đã diễn ra xong hết rồi thì bây giờ nó kiểu như này. Để có gì ở trận sau mình sẽ test lại cho anh em xem. Sẽ nhảy xuống đây đầu tiên luôn. Phải có một cái chỗ nào ấn xong rồi pháo hoa ở trên cái thành nó cùng bắn cùng một lúc ấy. Đây là cái gì? Ấn vào đây. À, tựa vào thành. Để chụp ảnh à? Thế thôi hả? Trời ơi. Ấn xong được nhặt thêm ít đồ phát ra từ con gà này này. Vì nó biến ra từ con gà. Ra ngoài này mình đi rút được súng này. Đây là lối đi lên. Đi lên là cũng phải ấn loot thì mới đi lên được. Còn một đoạn thân đằng sau nữa cơ. Nhưng mà thôi mình nghĩ là mình sẽ bay xuống khu sự kiện luôn bằng cái này. Đây là cái lò. Khi mình nhảy lên cái lò này. Nhảy lên cái lò hình bông sen này. Thì mình sẽ được theo cái ngọn gió hay là ngọn hơi gì đấy. Mình sẽ được đưa lên trời. Và có thể bật dù lượn lên. Và lượn tới một khoảng cách rất là xa anh em nhé. Mình sẽ thử đội xuống khu sự kiện. Xa phết anh em ạ. Ở đây thì cũng có một cái lò nữa đây anh em ơi. Đấy, ấn này. Và cái lò này mình sẽ bay lên trên cao. Đấy, mình sẽ lượn qua khu sự kiện này. Thấy thằng nào mình sẽ đáp xuống mình chơi nó. Đấy, anh em thấy khu sự kiện của nó to. Quá là to luôn. To, rộng. Thiết kế theo kiểu cổ truyền ở bên Trung Hoa kiếm hiệp ấy. Thằng kia nó vừa ở đây mà đâu mất tiêu rồi. Mình không biết là cái cục tròn tròn ở trên đầu mình là cái gì. Ở dưới này thì là cái radar để dò địch này. Thế thì quay này. Bật minimap bên kìa. Trong khu này còn 4 thằng, 5 thằng. Đói. Ở bên này thì bất tiện là nó không hiện số người ở trên minimap nhưng mà nó có thể dò được mỗi một lần. À, mỗi một người chỉ dò được một lần thôi nhá, không có lần thứ hai đâu anh em ơi. Mình tính nhảy xuống trên cái thang này xem nào. Ui, không được rồi. Lốc này, thằng này có tự cứu ấy.
tự cứu, không có hồi sinh mà có tự cứu anh em ạ. Thằng này quả đó xem luôn này. Trên này là cái gì ta? Để làm gì nhỉ? Hay là nó để nhặt đồ dành cho bốn người? Chả biết nữa, nhưng mà thôi cứ qua chỗ này trước anh em ơi. Lấy mình thừa vừa thấy cái dù thả xuống đây. À, đây có hai cái thính này. Ui, tận 3 cái thính rồi. Mỗi cái thính đều chứa súng hạng nặng luôn anh em nhá. Vũ khí ngon hẳn luôn này. Ôi, M3 này. Được của nó đấy. Xem thính này có gì không. Thính này mình nghĩ đã nhặt rồi. Còn thính này xem nào. Ui dồi ôi, chê tắc M200 anh em ơi. M200 chê tắc này. Một khẩu súng huyền thoại trong đột kích. Game đột kích. Rồi. Có thằng nó vừa bắn phía đằng sau mình thì sao ấy. Mình sẽ thử nhảy lên cái mái nhà cao nhất này. Cái nó. Mày này. Mày này. Ơ, sao cái thanh năng lượng của mình tụt dốc không phanh kia. Mình đang ở trong bom mà. Ơ, đang ở trong bom mà. Đúng rồi, chẳng ở trong bom mà tại sao tụt nhở. Hay là trèo lên cái mái nhà này có vấn đề gì. Mái nhà giống kiểu linh thiêng hay sao. Trèo lên là không được. Thành ra nó cấu máu mình. Đây, có hình cái ấn này, ấn hình rồng này. Ồ, ấn vào phát thì ra cái hiệu ứng các kiểu này. Ui, đẹp quá. Thề bản chung nó làm đẹp và hay vãi trưởng ạ. Đây mới gọi là kiểu sự kiện Tết chứ đi. Đấy, khi bắn ra sẽ được cái... Ôi, cái gì lệnh bài à? Lệnh bài này để làm gì hả anh em? What? Để làm gì ta? Đâu rồi? Xong thấy gì nữa nhở? Chả biết được anh em ạ. Có một thằng chạy em dưới chân mình anh nhở? Mình nhớ là xem có clip nào mà bọn nó còn đi bằng con rồng. Không biết làm thế nào để gọi là rồng ra sẽ cưỡi. Cưỡi trên lưng rồng anh em ạ. Không biết làm cái gì. Mày. Cho mày chết luôn. Cuối cùng cũng móc được thêm một ông. Còn ông ta. Thôi mình cứ phắn đi anh em ạ. Phắn thôi. Không biết cưỡi rồng kiểu gì nhở. Hay là chưa ra. Ui ôi. Ông đang ngồi đây này. Không biết là cưỡi rồng được luôn hay không, hay là nó cũng kiểu đợi giống như bên bản Việt Nam mình ấy. À, một tháng đầu là không cưỡi được xe tuần lộc, xong một tháng sau, một tháng cuối thì mới cưỡi được. Hình như sự kiện bên bản chung này cứ mỗi sự kiện là 3 tháng thì phải. Lồ phết anh em ạ. Đây là xe bay này. Đấy, mình gần bay rồi, tại sao bay thấp thế này? Ơ, sao thấp ấy nhở? Ô, why? Đi kiểu gì này? Lần đầu tiên đi con này luôn. Con này đi thì rất là đầm này. Nhưng mỗi tội là cái chế độ bay của nó chỉ có một thời gian nhất định thôi. Đây, mình ấn bay này. Nó vừa mới hoàn thời gian xong. Ấn bay này. Đấy. Sau khi cái hình kia nó quay hết một vòng thì coi như là cái xe này nó cũng không bay được nữa hay sao ấy. Không biết là bay hết một vòng hay không, quay hết một vòng hay không, hay là chưa quay hết một vòng mà đã hạ rồi. Này, bắt đầu hạ dần rồi này. Nó chỉ đến tầm 1/3 thôi là nó đã hạ rồi anh em ạ. Và con xe này không thể sử dụng được toàn bộ trận đấu được. Đến con bo cuối nó sẽ bị mất đi, hết thời gian sử dụng luôn. Ô, đây có con ngựa này anh em. Có thằng ở đây à mà có con ngựa đấy. Ui dồi ôi. Bố ơi. Bố soi kỹ thế. À. Ngựa này anh em ạ. Có gì trận sau thì mình sẽ trải nghiệm chứ còn bây giờ là không kịp rồi. Kiếp bắn 3 phát, 3 viên vào đầu mà ngựa không chết anh em ạ.
Đã thấy con bị bắn nữa. Hello bạn trẻ. Có tiếng chân đằng này, tiếng chạy này, mình nghĩ là người đấy, không phải boss đâu. MG3. Chết luôn. Bạn chết luôn. Thằng kia không biết là gạt kịp không ấy. Tầm này mà vẫn chưa thể hiện kill là không, thì mình nghĩ là cứu xong rồi. Đây rồi. Mất mũ này. Hình như cái thằng vừa rồi mình vừa giết xong ấy. Cẩn thận, cẩn thận. Ở đâu nhở? Vừa nghe tiếng chuyện đâu mà. Úi dồi ôi, ngoài này anh em ạ. Máy nó tí thì hẹo. Chết tao bắn cái gì mà quê vậy. À, bắn 6 lòng pháo hoa. Ôi thì chết rồi, hết đạn. Đây, bạn ơi cứ bình tĩnh. Mình cần thấy đạn này. Nghe tiếng sấy súng của bên này nghe nó vang rồi anh em nhỉ. Nghe vang, nghe hoành tráng sướng vãi. Lốc này. Mày nè, nốc tiếp. Không ra được rồi. Đạn M200 trận này quá là nhiều. Thôi xuống chơi luôn đi anh em ơi. Cầm M3 sấy cho chắc. Cho mày chết rồi. Xong team này, có một thằng cuối cùng thôi anh em ạ. Này là dễ rồi. Đâu ui, trời đất ơi. Ui dồi ôi, ông ngồi y thằng cụ ở đây. Hey, hello bạn. Tôi gặp phải server rồi là mình chết rồi đấy. Kiếp này chắc là con gái chơi rồi. Rồi, xong rồi. Rồi ok, thì ngày đầu tiên trải nghiệm sự kiện mới bên bản chung cho anh em xem thế thôi nhá. Còn tối nay, ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm đốt cái con ngựa. Đấy, vừa cưỡi ngựa vừa bắn số vừa bắn cùng. Anh em nào mà có nhu cầu mua hay là bán hàng thì qua shop của mình là tulisama.vn nha.